Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh mua bán xe qua sử dụng của Salon Tùng Bách Thái Nguyên, có địa chỉ duy nhất tại tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên ạ. Video ngày hôm nay thì em Huyền sẽ tiếp tục lên sóng cho quý anh chị những cái chiếc xe vừa mới cập bến Salon em. Trong đấy thì sẽ có một chiếc Hyundai Santa Fe bản full máy dầu, rất là nhiều bác đang tìm kiếm đúng không ạ? Đời 2020 nhưng mà xe mới lăn bánh có 22.000 km, rất là mới. Em mua được từ chính chủ và full lịch sử bảo dưỡng hãng nên các bác có thể hoàn toàn yên tâm về số km, nội ngoại thất đẹp như trong mơ. Và chiếc xe này thì sẽ được nhà em chào bán với mức giá là trên 900 triệu đồng. Còn cụ thể chính xác bao nhiêu thì khi đi vào chi tiết thì em sẽ để giá công khai. Các bác cho em xin một like nha. Bên cạnh đây là chiếc Honda CR-V bản G đời 2018. Chiếc xe này thì sẽ được chào bán với mức giá là trên 600. Xe cũng lăn bánh 6 vạn cây và cũng có đầy đủ lịch sử hãng để cho các bác check. Mấy hôm nay thì nhà em đều về được những cái mẫu xe gầm cao và những cái xe gọi là thương hiệu được rất là nhiều bác tìm kiếm. Ví dụ ở dưới này còn có cả một chiếc Hyundai Tucson bản 2.0 xăng tiêu chuẩn, xe sản xuất năm 2020. Hơn 2 vạn km, quá là ít đúng không ạ? Và chiếc xe này thì em cũng sẽ bán với mức giá là trên 6 đồng. Ba chiếc xe khá là đắt tiền thì sẽ kèm theo đấy một chiếc xe giá hợp lý trong phân khúc hạng B. Tiết kiệm nhiên liệu, rộng rãi để cho các bác có thể mua về đi gia đình hoặc đi dịch vụ thì quá hợp lý. Bên đây các bác này, em có Nissan Almera, xe sản xuất năm 2021, phiên bản số sàn. Đây là một mẫu xe hạng B có thể nói là rộng rãi nhất trong cái phân khúc luôn. Kèm theo đấy là máy 1.0, siêu tiết kiệm nhiên liệu nhé. Mặc dù là 1.0 nhưng mà là turbo tăng áp, chính vì vậy nó hoàn toàn không yếu. Vừa tiết kiệm này vẫn khỏe, giống như mình đi những con xe 1.6, 1.7. Đã thế không gian lại còn rộng rãi, nói chung là giá thành còn hợp lý. Không có một chiếc xe nào có thể phù hợp hơn để mình mua về gia đình hoặc dịch vụ đâu ạ. Và chiếc xe Nissan Almera đời 2021 này sẽ được nhà em chào bán với mức giá là trên 300 triệu đồng các bác nhá. Còn cụ thể chính xác bao nhiêu thì bây giờ em Huyền đi vào chi tiết chiếc xe này trước, sẽ để giá công khai cho các bác luôn. Tại vì đây là cái sản phẩm gần như là bé tiền nhất trong cái video này mà, nên là sẽ ưu tiên em nói lên sóng nhá. Chiếc xe này của em thì sản xuất 2021, đến bây giờ thì cũng đã qua 3 năm sử dụng rồi. Và xe thì lăn bánh hơn 4 vạn km, là một số km không hề nhiều đâu, mỗi năm loanh quanh hơn 1 vạn cây thôi. Em bán với mức giá là 360 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng nếu như bác nào cần. Về ngoại thất bên ngoài thì rất là ngay ngắn và liền lạc, đúng là không có điểm gì để chê đâu. Đây như các bác nhìn này, những cái mí này này các bác nhìn xem, hoàn toàn không có gì để chê đâu nhá các bác nhá. Đấy, nhìn hạng B nhưng mà dài xấp xỉ với hạng C luôn rồi đúng không ạ? Lốp này, dàn lốp này, nhìn bề mặt lốp này thì các bác có thể đi thêm khoảng tầm 3 vạn nữa. Nói chung là sẽ tùy cung đường và tùy cái nhu cầu của mọi người, nhưng em nghĩ đi được khoảng tầm 3 vạn đến hơn 3 vạn nữa mình mới phải thay. La răng thì rất là đẹp và hoàn toàn không có vết xước đâu. Cả bốn quả như nhau, bọn em đã kiểm tra cũng khá là kỹ rồi. Em hãy xuống đằng sau nhé để cho bác xem qua cái phía sau của chiếc Almera này. Có trang bị cả cảm biến lùi ở đây để tiện cho các bác có thể gọi là lúc lùi xe ấy. Nói chung là những cái này thì xe nào mà trang bị hơn thì trong cái quá trình mình dùng nó cũng rất là nhàn. Để em mở cái cốp ra cho các bác xem cốp đằng sau luôn nha. Cốp xe thì cũng khá là rộng đấy các bác ạ. Tại vì là mặc dù nó là hạng... đặt một tí đây, dính vào đây nó mới buồn chứ. Mặc đây ấy, mặc dù là hạng B nhưng mà con này nó gần như là hạng C rồi, nó rộng rãi nhất trong cái phân khúc hạng B đấy. Nên là các bác sẽ thấy cái cốp rộng dã man, tha hồ mà để đồ. Trong này là có mấy cái tựa này. Đây, cái này thì chắc là lúc em dọn em sẽ bỏ đi, hoặc là em vẫn cứ giữ ở đây, nếu như mà bác chủ sau muốn dùng thì mình có thể dùng luôn. Người ta có nắp một cái nhựa ở đây để có thể kiểu như là sạch sẽ hơn. Còn dưới này đây nha các bác nha, lốp dự phòng này, ui dồi. chắc là chưa hạ mất cái sơ cua này này, vì em thấy vẫn còn nguyên vạch sơn. Hoặc nếu có hạ thì chắc cũng chỉ hạ một lần thôi, còn rất là mới và đẹp. Ấy, hạ xuống nha. Đây, có 360 triệu đồng thôi mà được ngay một chiếc xe rộng rãi như thế này, lại còn đời cao 2021 và đặc biệt là đi ít nữa, thì tội gì các bác không gọi điện đến Tùng Bách Thái Nguyên và chốt đơn luôn em Nissan Almera đời 2021 này của nhà em nha.
Nội thất bên trong thì đây, như các bác cũng thấy rồi đấy ạ, xe là chủ cũ người ta đã lên bộ thảm trải sàn phiên cách nhiệt đầy đủ rồi, có cả màn hình Android tích hợp cam nùi để cho các bác có thể tiện sử dụng. Những cái này thì là chủ cũ người ta lắp thêm, mình mua sau cũng được hưởng, nhưng mà nói chung là mua xe qua sử dụng mà đầy đủ trang bị như thế này rồi thì về sẵn đi đúng không ạ? Ghế da này, những cái chi tiết hao mòn ví dụ như là bề mặt da là chưa có, gần như là không có, tại vì là nguyên bản xe này nó là ghế nỉ nhá, thì chủ cũ người ta đã bọc lên bộ ghế da rồi thì dễ vệ sinh hơn và sạch sẽ hơn. Còn đây để em quay cái này cho bác xem này, đây vô lăng là các bác chắc là sẽ xem rất là nhiều, tại vì ở trên những cái xe qua sử dụng, mỗi xe đi ít xe đi nhiều thì nó sẽ có độ hao mòn khác nhau, nhưng mà chiếc xe này đi không nhiều, chính vì vậy cái vân ở trên vô lăng nó vẫn còn nguyên, phím bấm còi thì rất là mới và đẹp này. Những cái này người ta cũng bọc da hết luôn rồi này, còn những cái nhựa ở đây thì hoàn toàn không có xước sát đâu nhá. Đây các bác xem ở trên phần táp lô này, không có xước sát đâu ấy, kể cả là phần táp bi ở cánh cửa cũng vậy. Em quay cho các bác xem nhé, để em thử khởi động cái em này lên. Chìa khóa đâu nhỉ? Đây, chìa khóa đây. Trong lúc đấy thì khởi động lên để cho các bác xem màn hình. Đây, màn hình hoạt, tức là mọi chức năng của xe là đều hoạt động bình thường nhá các bác nhá. Màn hình cũng hoạt động bình thường, điều hòa cũng rất là mát và sâu. Đặc biệt phần trần màu kem nhưng mà hoàn toàn không có vết bẩn đâu. Đây các bác nhìn này, chủ cũ người ta cũng rất là giữ gìn đấy ạ. Khoang sau thì rất là rộng, khoang sau thì thực sự rất là rộng luôn đấy các bác ơi. Đây, không rộng không kém hạng C là bao đâu. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, đi với một chiếc xe rộng rãi như thế này thì mình ngồi trong xe cũng rất là thoáng, dễ chịu hơn so với những con xe nó bị bé quá thì nó chật chội đúng không ạ? Thế mà giá có 360, chốt đơn luôn thôi các bác ơi, vì em nghĩ là trong cái tầm tiền này thì có lẽ sẽ không còn một cái sự lựa chọn nào có thể hợp lý hơn so với chiếc Lixan Amera đời 2021 này đâu nhá. Đây là số sàn các bác ạ. Nhìn qua còn có cả cam hành trình rồi kia kìa. Đây để em bật cái này lên. Máy thì đã được qua kiểm tra rất là đầy đủ rồi và kỹ lưỡng. Máy zin, động cơ zin, hộp số zin, hoàn toàn không có xảy ra cái vấn đề là đâm xô hay là ngập nước. Nhà em thì cam kết trên văn bản giấy tờ cho các bác và các bác có thể đưa đi check test ở tất cả mọi nơi nếu như mà các bác muốn. Cái này thì tùy các bác thôi, thích kiểm tra ở đâu cũng được, bên em thì không có ngại vấn đề đấy đâu ạ. Zin test luôn các bác nhé. Làm những cái xe vừa đời cao này mà giá tiền phù hợp, xe cũng đi ít lại còn đẹp riêng như thế này thì thật sự rất là thích. Các bác cứ đến là các bác mua thôi, bỏ tiền ra mà không xem xe thì cũng không phải đúng không? Nhưng mà cứ đến là chốt, mặc dù kể cả là các bác ở xa nhá. Nếu như mà bác nào mà thích chiếc xe này thì có thể gọi điện ngay cho Tùng Bách Thái Nguyên theo số điện thoại mà em ghi dưới góc màn hình để mình đặt cọc trước giữ xe. Tại vì em nghĩ đây sẽ là một cái sản phẩm bán rất là nhanh đấy ạ. Đời 2021 Amera, xe thì trang bị máy 1.0, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu luôn và cực kỳ rộng rãi trong phân khúc hạng B, 360 triệu đồng ạ. Bây giờ thì em mời các bác sang phía bên này thì sẽ là những cái chiếc xe gọi là cao tiền hơn, ở phân khúc cao cấp hơn, nhưng mà đổi lại thì mặc dù bỏ ra số tiền nhiều hơn đúng không, nhưng mà mình sẽ lại được hưởng những cái gọi là tiện ích hơn này, độ an toàn cao hơn và đặc biệt là đi xe thì sướng hơn rất là nhiều. Em sẽ bắt đầu ở phía bên này từ chiếc Hyundai Santa Fe bản phun dầu đời 2020 này nha các bác nhé. Máy dầu không tốn một giọt xăng, máy dầu thì lúc nào nó cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên thì mọi người hay bảo là đi máy dầu thì nó sẽ ồn hơn máy xăng một chút xíu, nhưng mà với cái độ dày dặn ở thân vỏ và độ cách âm tốt của Santa Fe thì ngồi bên trong cũng gần như các bác cũng không nghe thấy gì đâu. Về phần thân vỏ bên ngoài này, trên bề mặt sơn thì hoàn toàn là không có xước sát gì đâu nhá các bác nhá. Cái xe này là em mua chính chủ của anh khách ở Bắc Giang. Đây em sẽ quay một vòng để cho các bác xem này. Thật sự là cái xe này nó quá đẹp và quá mới, bác nào đến em nghĩ là cũng chốt luôn thôi. Tại vì tí nữa mở nội thất là các bác thấy ngay, xe đi chuẩn 2 vạn 2 km các bác nhé, và đầy đủ lịch sử bảo dưỡng hãng. Nên là các bác có thể yên tâm về cái số km, nhà em cam kết chuẩn km zin luôn. Thân vỏ bên ngoài thì rất là đẹp, rất là ngay ngắn và liền lạc, hoàn toàn là không có cái xước sát gì đâu. Đây, cốp thì trang bị cốp điện rồi,
khá là tiện lợi. Thật ra thì ở cái bản này nó gần như là bản đắt tiền nhất rồi nhỉ. Nên là những cái option của xe thì không thiếu gì. Đây là một cái mẫu xe mà mua mới thì nó cũng rơi vào tiền tỷ mà. Cốp rất là rộng, thoải mái mà đẻ. Nói chung là nói về cái dòng này thì không cần phải nói về cái cốp nữa. Cái này là người ta đang gập cái hàng ghế thứ ba lại đây này. Nếu như mà các bác không ngồi thì gập lại để tạo thành cái cốp như vậy. Còn nếu không thì các bác sẽ lật lên như thế này. Cần ngồi thì mình lật hẳn lên thì sẽ có một cái hàng ghế thứ ba để khi nào mà gia đình mình muốn đi đông người. Thì hiện tại em cứ gập xuống cho nó gọn các bác nhá. Đây gập xuống. Đây có cái lẫy ở đâu nhỉ? Sờ lần mò á. Thôi mặc kệ nhá, tí nữa hạ sau các bác nhá. Còn cái này là cái thảm để trải cốp bên trên. Cái phần nhựa này hoàn toàn không có xước sát đâu này các bác này. Đấy, keo chỉ là zin đét, kính zin, keo chỉ zin và số km cũng chuẩn zin luôn. Đấy, bao check test thoải mái. Đây em sẽ để tạm vào đây cho các bác nhá. Cốp thì cốp điện khá là tiện lợi, xe lại còn cao to thoáng. 2.2 phun dầu các bác ạ. Đây, nội thất bên trong này. Hey, chà chà, mới thế nhở. Ghế chỉnh điện là có cả ở ghế lái và ghế phụ đây các bác nhá. Cái bản này này, bên này thì là có cả nhớ ghế này. Hai chế độ nhớ ghế thì nằm ở đây. Hai chế độ nhớ ghế này. Còn cái ghế phụ nhá thì mình có thể chỉnh cả ở đây nữa này các bác này. Đây này. Đấy, để em quay đi để chị chỉnh cho các bác xem. Nó ở phía bên này này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Rất là tiện lợi luôn. Đầy đủ những cái tính năng option cho mình dùng. Nói chung là chẳng thiếu gì. Đây, 22.000 km và thẻ nhắc lịch sử bảo dưỡng. Đây các bác nhá. Đấy, yên tâm chưa? Thật ra thì với những cái chiếc xe vừa đắt tiền xong đời cao như thế này lại còn cả full lịch sử bảo dưỡng hãng thì các bác có thể hoàn toàn yên tâm khi mà xuống tiền mua. Đấy, vì nó đã có lịch sử để mình check rồi. Ngoài ra thì salon em cũng bảo hành cam kết ở trên văn bản giấy tờ. Về bề mặt ghế này, những cái chi tiết mà hay sử dụng nhất thì nó chưa có cái dấu hiệu hao mòn. Tại vì thật ra là đi ít quá có hơn 2 vạn cây. Mà những cái chất liệu để làm nên cái xe này, ví dụ như ghế da cũng là cái chất liệu da xịn, cái độ hao mòn nó hoàn toàn chưa có. Xe lại còn đi ít nữa. Ghế đẹp này, vô lăng cũng thế luôn nha các bác nhá. Vân da vẫn còn nguyên. Đấy, chưa bị bóng một tí xíu nào luôn. Kể cả là vân da hay là cái phím bấm còi này còn rất là mới này. Đấy các bác nhìn xem. Chốt luôn các bác nhỏ, 960 triệu đồng là giá mà nhà em chào bán cho chiếc Hyundai Santa Fe bản phun dầu đời 2020 này. Lăn bánh 2.2 km, cửa sổ trời toàn cảnh ở đây luôn. Em thử nhá. Để em thử khởi động lên xong là mở cái cửa sổ trời này ra cho các bác xem này. Đấy. Nhớ ghế. Xịn quá. Đây màn hình đây. Màn hình thì nói chung là mua xe nhà em là tất cả chức năng hoạt động bình thường nhá. Đây, để thử mở cái này lên cho bác xem này. Đây, đây, đây. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Đấy, VIP vào rồi chưa các bác? Hoạt động chân chu và bình thường, một chạm là được nhá. Thôi, để đóng lại luôn này. Đấy. Ổn áp nhỉ các bác nhỉ? Nói chung là ai cũng, nếu như mà em nghĩ là nếu mà có đủ kinh tế thì chắc là ai cũng sẽ đều muốn sở hữu một cái chiếc xe Santa Fe, tại vì độ an toàn nó cực kỳ là cao nhá. Cái chiếc này, đây là kể cả những cái chi tiết ở phần táp lô hay là táp bi cửa cũng vậy, hoàn toàn không có xước đâu. Chủ cũ người ta rất là giữ gìn. Thì đối với một cái sản phẩm xe qua sử dụng mà mình mua được một chiếc xe mà chủ người ta giữ gìn như thế này ấy, thì mua về sử dụng, người sử dụng sau cũng an tâm hơn rất là nhiều đúng không? Đây, cái này chưa bóc ni lông, mua về vẫn được bóc ni lông nhá. Đây các bác nhìn xem khoang sau này, rộng rãi này. Ghế sau thì cũng còn rất là đẹp và mới. Đây để em thử ngồi lên cái xem nào. Đấy các bác thấy chưa? Nói thật là cái này thì chắc là không cần phải giới thiệu nữa. Bác nào mà đang tìm hiểu và yêu thích cái dòng Santa Fe thì đều biết rằng cái mẫu xe này là cái mẫu xe, thứ nhất là giá tiền cũng khá là cao này, rất là nhiều bác mong muốn sở hữu này. Thứ hai là độ an toàn, độ cách âm nó cực kỳ tốt và lại vô cùng rộng rãi, phù hợp để đi gia đình đúng không ạ? Lên luôn xem phần máy móc của xe xem nó có zin không các bác nhé. Đây, để em mở cái phần nắp capo ra xong là quay cho bác xem là nó có zin đét không. Cái này là chắc chắn luôn đấy. Tại vì là ngoài việc nhà em kiểm tra là nhà em cũng kiểm tra bằng thợ kỹ thuật, là nhà em còn check cả hãng cơ, vì nó là full lịch sử hãng mà. Và em đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Những cái chấm sơn đánh dấu của nhà sản xuất là vẫn còn nguyên. Đây, quay cho bác xem nhé.
Nói chung là cứ quay để cho các bác ở xa có thể nhìn xem được khoảng 70-80% xe, sau đấy mới đưa ra quyết định. Tại vì thật ra là cũng khá là đắt tiền nên chắc là các bác cũng mong muốn được xem rõ xem là cái xe đấy như thế nào, rồi mới quyết định gọi điện đến cho Tùng Bách Thái Nguyên theo số điện thoại ghim dưới góc màn hình để chốt đơn hoặc là hẹn đến xem. 960 triệu đồng các bác nhé. Hyundai Santa Fe bản phun dầu đời 2020 này, giữ gìn quá mới luôn nhờ các bác nhỏ, nhìn tổng thể luôn này. Xe đi 2 vạn 2.000 km các bác nhé. Cam kết zin từ số km trở đi ạ. Kính zin, keo chỉ zin, máy móc động cơ hộp số zin và hoàn toàn không xảy ra tình trạng đâm xô hay là ngập nước. Nếu như mà yêu thích cái dòng xe này hoặc là đang tìm kiếm một chiếc xe Santa Fe bản dầu đẹp và chất lượng thì các bác có thể cân đối đến chiếc xe này của nhà em. Vì em xin khẳng định rằng chất lượng của chiếc xe này thì không có gì để phải chê đâu ạ. 960 triệu đồng. Bên cạnh đây thì cũng là một cái mẫu xe mà cũng gọi là bền, quá là bền luôn. Honda thì thực sự rất là bền và các bác cũng yêu thích tìm kiếm rất là nhiều ở trên thị trường. Đây là Honda CR-V bản G đời 2018. Chất lượng còn rất là tốt tại vì xe 2018 đến bây giờ đã qua 5-6 năm sử dụng rồi. Nhưng mà bác chủ cũ mới lăn bánh được có loanh quanh 6 vạn cây thôi. Mỗi năm người ta cũng chỉ đi tầm 1 vạn, là một chiếc xe mua về để phục vụ cho gia đình và đi khá là ít. Chính vì vậy mà từ ngoại thất đến nội thất bên trong thì rất là đẹp và không có gì để chê cả. Mua chiếc xe này thì các bác sẽ chỉ cần bỏ cái số tiền của xe 2018 thôi. Và em bán là 695 triệu đồng. Nhưng mà các bác sẽ được hưởng nhiều hơn tại vì là em thấy xe ô tô ấy, giá tiền thì giảm theo năm nhưng mà chất lượng thì nó lại giảm theo số km. Xe đi ít như này nên chất lượng nó còn cực kỳ cao, cực kỳ tốt nhá. Về lốp này các bác này, bề mặt lốp này, đây, thoải mái để các bác đi luôn này. Cái lốp này thì chắc là em nghĩ các bác cũng có thể đi thêm được một thời gian dài nữa. Kèm theo đấy là la răng thì rất là giữ gìn, hoàn toàn không có một vết xước. Chủ cũ thì cũng có nắp thêm bệ bước chân CR-V ở đây rồi này. Với những cái xe gầm cao như thế này thì có cái thêm cái bệ bước chân thì đôi khi bước xuống nó cũng đỡ bị hẫng đúng không ạ? Xem luôn nội thất bên trong các bác nhé. Tại vì là em nghĩ đây là một cái chiếc xe quá là đẹp đấy. Nội thất bên trong thì ủa đúng là xe Nhật thì nó cũng thường thì hay bảo là xe Nhật không có nhiều option. Tuy nhiên thì đối với cái mẫu xe này thì nó cũng đã đầy đủ hết tất cả những cái option tính năng để cho các bác sử dụng gọi là tiện lợi nhất trong cái quá trình mình dùng xe. Ví dụ như là tích hợp vô lăng này, đèn cũng là auto này, điều hòa cũng vậy luôn, màn hình cam lùi, cam hành trình chủ cũ người ta cũng trang bị đầy đủ hết rồi. Để lổ thông minh start stop nói chung là cũng không khác xe Hàn về cái option bao nhiêu. Nhưng mà Honda thì các bác biết rồi đấy, nó quá bền. Tất cả những xe Honda ở trên thị trường lúc nào cũng ở một cái giá khác, chính vì độ bền. Nếu như mà không bền thì chắc chắn là không thể bán được giá đấy đúng không ạ? 695 triệu đồng các bác nhé. Honda CR-V bản G đời 2018. Ghế chỉnh điện là cái chắc chắn rồi. Đấy, ghế chỉnh điện này. Để em thử ngồi lên đây xem nào. À, nhưng mà trước khi lên xe em phải quay cho các bác xem cái phần ghế là cái chi tiết hao mòn đã. Tại vì là cứ ngồi lên xe là phải ngồi vào cái ghế lái này. Xe nào mà đi nhiều là sẽ để lại cái dấu hiệu hao mòn rất là lớn. Tuy nhiên thì như các bác cũng thấy ở trong video rồi đấy ạ. Từ phần mép ghế này cho đến lòng ghế là vẫn còn rất là căng đẹp nhá. Không có bị xẹp và bề mặt da thì cũng... tức là nó không bị sờn, cũng không bị rách. Cái độ hao mòn nó không nhiều. 6 vạn cây rồi thì bảo là không có hao mòn thì cũng không phải, đúng không? Nhưng mà nó tương xứng với lại cái số km mà xe đã sử dụng ạ. Còn trên phần vô lăng thì cái vân da này đây các bác xem. Còn nguyên nhá, rất là đẹp. Có zoom được rõ để cho các bác xem không? Đấy, xong rồi phím bấm còi thì mới này. Rồi những chi tiết nhựa này. Đây, những chi tiết nhựa ở táp lô, rồi táp bi cửa hay là ở cái phần này cũng thế này. Người ta rất là giữ gìn nên nhìn nó không có xước sát gì luôn ấy. Nhìn cái xe nó rất là ưng. Thật ra là cái xe ô tô mà nó có những cái xước răm ấy thì đôi khi nhìn nó cũng không được thuận mắt lắm. Nhưng mà cái xe này chủ giữ gìn quá. Nhìn nó vẫn kiểu mới bóng, mới phấn lên ấy các bác. Nhìn nó rất là thích mắt luôn. Đây là cái màn hình này. Để em cho nó thử hoạt động cho các bác nhìn nhá. Đấy, màn hình hoạt động bình thường trơn tru. Đấy, điều hòa auto ở đây. Đấy, mát rất là sâu luôn. Còn trần thì đây nha các bác xem này, trần cũng không có bẩn gì đâu. Đấy, cứ xe qua sử dụng là phải quay hết những cái chi tiết đấy. Vì nếu như mà có nhiều người không giữ, chẳng may ấn gạt tàn thuốc lá một cái thôi là cái trần nó đã có vết rồi. Nhưng mà cái trần này thì rất là đẹp.
Khoang sau thì rất là rộng và đặc biệt là chủ cũ thì người ta cũng có trang bị thêm cả thảm trải sàn rồi. Đấy, như con này em xem qua là thảm trải sàn có này, cam hành trình có này, màn hình cam nùi đầy đủ hết rồi. Sẵn là các bác mua về đổ xăng là chạy thôi các bác nhá. Dòng này thì cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Nếu như mà theo thông số nhà sản xuất đưa ra ấy, đi đường trường 100 cây số nó chỉ khoảng tầm 5,7 lít thôi, nhưng mà em nghĩ là để vận hành chiếc xe này đường trường các bác chỉ mất khoảng tầm 6 lít rưỡi cho đến 7 lít thì cũng rất là tiết kiệm đối với một chiếc xe thân vỏ dày dặn như thế này. Đây, đây là cái phần khoang máy này. Đấy, từ 2018 mà cái da máy vẫn sáng choang. Đây là cái đặc biệt riêng của cái xe Honda nhé. Xe nào cũng vậy, kể cả là đời sâu luôn. Tại vì thực sự là cái độ hoàn thiện của người ta rất là cao luôn. Chính vì vậy mà nó quá bền. Đây các bác nhìn này. Đấy, máy nhà em cũng cam kết zin đét cho các bác luôn nhé. Không có đâm xô hay là ngập nước đâu. Đã qua vài lần thợ kiểm tra rồi. Nói chung là nhà em thì xe có như nào cứ báo chuẩn như vậy. Nếu xe lỗi em báo xe lỗi, xe đẹp em báo xe đẹp, để cho các bác có thể biết rõ tình trạng của xe. Và đồng thời thì xe nào bán với cái giá như vậy nên là các bác cũng có thể hoàn toàn yên tâm đặt cọc hoặc là đến với Tùng Bách Thái Nguyên. Vì các bác đã biết được chuẩn chính xác cái tình trạng xe từ đầu rồi. Nên là khi đến mình chỉ cần kiểm tra xem là có đúng như vậy không là các bác xuống tiền. Không mất công của các bác đi lại đâu ạ. Honda CR-V bản G 2018 6 vạn km với mức giá chào bán là 695 triệu đồng các bác nhá. Và dưới này đây các bác này, Hyundai Tucson. Đấy, màu trắng mẹ mắng cũng mua luôn. Bản 2.0 xăng tiêu chuẩn, xe sản xuất năm 2020, lăn bánh 2 vạn hơn km, được chào bán với mức giá là 675 triệu đồng. Quá là hợp lý trong tầm tiền và cho cái phân khúc xe này đúng không ạ? Nhìn qua nha các bác nhé. Tại vì thật ra là cái xe này em thấy dáng rất là đẹp luôn. Cho các bác xem cả phía sau, tiện thể xem cái cốp xem là có rộng không. Đây đây đây. Đấy. Cảm biến sau là có rồi này. Đây, cốp đây. Đấy, các bác nhìn này. Cốp đây. Rộng rãi, thoải mái, tha hồ mà đựng đồ hay là chở cái gì đấy cũng được luôn. Đây, để em lật cái này ra. Đấy, nếu mà muốn xem cái phần dưới này để cho bác xem kỹ hơn. Rất là dữ lên, nhìn nó quá là mới đúng không ạ? Dưới này là cái lốp dự phòng này. Lốp dự phòng đồ đoàn là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì. Những cái chi tiết nhựa này không có xước răm luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy, ai mà hay chở đồ mà không giữ ấy, đôi khi kéo cứ kéo qua này sượt vài phát thôi là nó đã xước rồi. Nhưng mà chủ này người ta có ý thức giữ xe, hơi bị kinh đấy. Tại vì tính ra là đời 2020 thì vẫn rất là đời rất là cao, nhưng mà tính ra năm sử dụng thì cũng đã rơi vào 3 năm, gần 4 năm rồi mà các bác. Mà người ta giữ như thế này thì phải gọi là quá là tuyệt vời đúng không ạ? Cốp rộng rãi này. Ui trời ơi, cao quá. Những cái xe gầm cao như thế này nhá thì người ta hay có câu là gầm cao máy thoáng, mà đi cái không gian bên trong rất là rộng rãi, đi rất là thích. Đây, đây là nội thất bên trong của một chiếc xe đời 2020, lăn bánh 2.1268 km. Chưa có dấu hiệu hao mòn trên những cái chi tiết con người hay sử dụng nhất. Ví dụ như ghế này, bề mặt da căng. Đấy, kể cả chỗ ngồi hay là chỗ tựa lưng, mép ghế cũng không có dấu hiệu bị xẹp. Rất là mới và rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Đây, các bác nhìn này. Đấy, rồi là vô lăng. Vô lăng cũng thế nhá. Đây, các bác nhìn này. 10 điểm cho chất lượng, đúng không ạ? Thế mà giá có 675 triệu đồng. Thực sự là năm nay giá xe quá là rẻ đi. Ghế cũng là chỉnh điện luôn. Nếu như mà năm ngoái thì chắc là phải bỏ ra hơn 700 đi. Nhưng mà năm nay thì chưa đến 700 đâu, còn xa. Có 675 triệu đồng các bác đã có Hyundai Tucson đi rồi. Mà cái dòng xe này cũng là một cái dòng xe mà rất là chất lượng. Rất là nhiều người kiểu như là mong muốn để sở hữu ấy các bác. Chỉ sợ không đủ tài chính thôi. Chứ còn nếu mà có đủ tài chính thì chắc là ai cũng muốn mua những cái chiếc xe đắt tiền. Tại vì đi vừa an toàn vừa thích đúng không? Cốp để đồ rồi, cái chi tiết như ở trên phần táp lô là hoàn toàn không có xước. Kể cả là táp bi cửa cũng vậy. Nói chung là mua xe qua sử dụng thì có rất là nhiều cái yếu tố, nhưng mà mình phải kiểm tra kỹ để một là xe đi ít, hai là chủ giữ gìn thì nhìn cái xe nó mới ngay ngắn và mới tươi. Các bác mua xe bỏ tiền ra nó cũng mới xứng đáng. Cái màn hình này còn chưa cả bóc ni lông đây này các bác này, màn hình người ta còn chưa cả bóc luôn đấy, nên là bác nào mua về thích thì có thể bóc ra nha các bác nhé. Có cần em khởi động lên không? Thôi cứ khởi động lên một cái nhé. Đây màn hình, đây màn hình hoạt động bình thường, không có một cái vấn đề gì hết luôn. Nói chung là mọi chức năng của xe đều hoạt động bình thường. Phần trần phà thì rất là đẹp, không có bẩn biếc gì luôn nhá. Đấy,
Nói chung là chim ưng nhà các bác nhỏ, nhìn những cái xe mà chủ giữ gìn thế này thì mình mua mình rất là an tâm khi mà là người sử dụng. Sau đằng sau nhá, xem cái khoang khách xem nó rộng rãi như thế nào nào. Đây, sang đây xem cái khoang khách, tại vì bên kia nó vướng cái xe giáp to, nó hơi chật. Đây các bác nhìn này, đây là cái khoang sau, điều hòa cửa gió phía sau là chắc chắn có rồi, rất là rộng rãi đúng không? Ghế thì đẹp là chắc rồi, vì xe đi có hơn 2 vạn cây thì mình chỉ xem là cái độ rộng rãi này, rất là rộng, ngồi rất là thoải mái. Kèm theo đấy là mới như thế này thì nó quá là xứng đáng với cái số tiền mà các bác bỏ ra rồi. Về phần máy móc thì chắc chắn là đương nhiên là nhà em đã kiểm tra kỹ rồi, cũng zin. vì nhà em là chuyên làm xe đẹp thôi, có rất là nhiều bác bảo là sao xe nào cũng thấy bảo đẹp, tại vì là nhà em cái xe nhà em làm ấy, xe nào cũng vậy, cái đầu vào rất là kỹ, xe nào về đây nếu không đẹp là nhà em không bày bán đâu. Tuy nhiên thì cũng có đôi khi xảy ra cái trường hợp là xe lỗi thì nhà em cũng có quay rõ tình trạng của xe báo cho các bác, tức là nói chung là xe như nào là báo chuẩn như thế đấy. Ui mới nhờ. Zin đét đèn đẹp các bác nhá, kể cả cái phần nỉ cách nhiệt ở trên nắp capo này các bác nhìn thấy thôi là các bác cũng đã thấy rất là ưng rồi đúng không? Đấy các bác nhìn này, nó quá mới đi. Mới tinh luôn, cái này người ta giữ nhỉ, hay là đây này. Sợ thật đấy, mới dã man luôn ý. 675 triệu đồng các bác nhá. Đấy, Hyundai Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn, lăn bánh 2.1 km, 675 triệu đồng. Hyundai Santa Fe bản phun dầu đời 2020, 2.2 km, giá 960 triệu đồng. Honda CR-V bản G đời 2018, 6 vạn cây với mức giá chào bán là 695 triệu đồng. Và Nissan Almera, một chiếc xe thuộc phân khúc hạng B, vô cùng rộng rãi và tiết kiệm nhiên liệu, đời cao 2021 nhưng giá bán có 360 triệu đồng. Các bác gọi điện đến Tùng Bách Thái Nguyên theo số điện thoại mà em đã ghi ở dưới góc màn hình để bên em có thể hỗ trợ tư vấn kỹ hơn cho các bác về hình ảnh xe này, cũng như là các vấn đề pháp lý để cho các bác có thể vào tên, vào biển để trong cái dịp Tết này có xe có tên đăng ký chính chủ mình sử dụng cho nó thoải mái đúng không ạ? Nhà em thì chỉ có một địa chỉ duy nhất là tại tổ 2 phường Thịnh Đán thôi. Em có hỗ trợ trả góp trên toàn miền Bắc và nhận vận chuyển xe trên toàn quốc. Các bác cho em xin một like nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai ạ.